Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2019 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ chức thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên. Các xã Tân Việt, Đồng Than, Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kim Động phát triển mạnh chăn nuôi gia cầm. Ông Tịnh, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu làm giàu từ chăn nuôi bò sữa. Em Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Nhiều địa phương huyện Phù Cử cải tạo, xây dựng ao bơi cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các thành viên của Ủy ban để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự phiên họp có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở ban ngành của tỉnh. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về nghị quyết sáp nhập thôn tổ dân phố để thành lập thôn tổ dân phố mới của 8 xã phường thuộc 4 huyện Văn Giang, Kim Động, thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào, phê duyệt đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng 4 lên hạng 3 năm 2019, quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và tiêu chí tài chính đối với các giải thể thao của tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh việc sáp nhập thôn tổ dân phố là việc rất hệ trọng nên cần phải họp lấy ý kiến cử tri, thực hiện đúng quy trình dân chủ chặt chẽ. Kết quả của việc sáp nhập là phải giúp nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và tình hình an ninh trật tự phải tốt lên, nhân dân đoàn kết hơn. Việc thực hiện sáp nhập thôn phải hoàn thành trong năm 2019. Đối với đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học từ hạng 4 lên hạng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức thi bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Đồng chí yêu cầu các sở ngành liên quan sớm rà soát để lập đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ sở khám chữa bệnh công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức. Đồng thời, động viên khuyến khích đội ngũ y bác sĩ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và yên tâm công tác. Đối với lĩnh vực văn hóa thể thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích đáng ghi nhận mà phong trào thể dục thể thao và văn hóa của tỉnh đã đạt được trong thời gian gần đây và yêu cầu các sở ngành liên quan sớm bổ sung một số chi tiết hoàn thiện dự thảo về phê duyệt quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và tiêu chí tài chính đối với các giải thể thao của tỉnh để trình thường trực tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Mới đây, ba xã Tân Việt, Đồng Than và xã Lý Thường Kiệt của huyện Yên Mỹ đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã Tân Việt có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn của các xã Tân Việt, Đồng Than, Lý Thường Kiệt đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, đường làng, ngõ xóm được mở rộng, xây dựng thông thoáng, sạch đẹp. Hệ thống điện được cải thiện đáng kể, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, trường học được xây dựng khang trang, hệ thống các công trình thủy lợi, chợ nông thôn, bưu điện, trạm y tế xã đều được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định và giữ vững. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhân dân đã ủng hộ số tiền hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Với 19 trên 19 tiêu chí đã đạt được, các xã Tân Việt, Đồng Than, Lý Thường Kiệt đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm khách hàng là mục tiêu hoạt động, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xóa bỏ tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương.
Không chỉ tăng cường công tác quản lý điều hành, huy động nguồn vốn và thường xuyên kiểm tra, nâng cao chất lượng tín dụng, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Xuân Trúc còn thường xuyên huy động vốn thông qua nhiều hình thức tuyên truyền. Nhờ vậy đã tạo được nguồn vốn khá lớn để các hộ vay phát triển sản xuất và phục vụ đời sống. Hiện Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Xuân Trúc có tổng nguồn vốn trên 134 tỷ 600 triệu đồng, trong đó tổng nguồn vốn huy động quỹ đạt trên 125 tỷ 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Xuân Trúc có 525 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 85 tỷ 500 triệu đồng, trong đó chủ yếu là cho vay phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, cho vay sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế. Không chỉ hoạt động hiệu quả, uy tín, được cộng đồng dân cư đánh giá cao, Quỹ Tín dụng xã Xuân Trúc còn được coi là kênh tín dụng vi mô an toàn, góp phần xóa nạn cho vay nặng lãi và tín dụng đen hiện nay. Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở huyện Kim Động có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Trong chăn nuôi, đàn gia cầm của huyện phát triển ổn định và nhiều trang trại cho thu nhập cao. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện Kim Động 6 tháng đầu năm đạt gần 1 triệu con, trong đó tập trung nuôi gà ở xã Nghĩa Dân, thị trấn Lương Bằng, nuôi vịt nhiều ở xã Phạm Ngũ Lão, Song Mai, Đức Hợp. Các trang trại chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn được huyện quy hoạch phát triển theo bước chăn nuôi tập trung. Đáng chú ý là việc chăn nuôi gia cầm không còn theo lối tự phát mà có sự thay đổi về phương thức chăn nuôi. Do đó, bà con nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào việc chăm sóc và đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tránh phát sinh dịch bệnh cho đàn gia cầm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu thụ. Những hộ có thu nhập cao từ 300 đến 1 tỷ đồng trên năm như hộ anh Ngô Đức Thắng ở xã Phạm Ngũ Lão, anh Hà Xuân Mai ở thị trấn Lương Bằng, ông Nguyễn Văn Sinh ở xã Đức Hợp. Từng trải qua nhiều nghề, nhưng đến khi chuyển sang nuôi bò sữa, kinh tế gia đình ông Đỗ Đắc Tịnh ở thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu mới được cải thiện. Từ 4 con ban đầu, đến nay đàn bò sữa của gia đình ông đã có 12 con, trong đó 10 con đang cho khai thác sữa. Ông Tịnh cho biết, nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi như tiêm phòng đầy đủ, chọn giống tốt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bò, chính vì vậy mà đàn bò của gia đình ông luôn khỏe mạnh cho sữa tốt. Trung bình mỗi ngày, đàn bò sữa của gia đình cho thu từ 150 đến 200 kg sữa với mức giá 14.000 đồng 1 kg. Với giá bán này, gia đình ông thu lãi khoảng 30 đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, năm 2010, gia đình ông còn phối hợp xây dựng trạm thu mua sữa cho 41 hộ dân trên địa bàn huyện Khoái Châu. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã tích cực triển khai mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, từ đó giảm thiểu đáng kể lượng rác thải ra các bãi rác tập trung, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong vòng 5 năm thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn, huyện Tiên Lữ đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Các hộ dân tham gia mô hình đều thực hiện tích cực và đúng quy trình, không gây lãng phí thùng cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Toàn huyện đã cấp gần 10.000 thùng chứa rác và 20.000 gói chế phẩm vi sinh hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện cũng thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể mở lớp tập huấn, cử cán bộ tới từng hộ kiểm tra hướng dẫn xử lý rác, đảm bảo hiệu quả phân loại. Nhờ đó, lượng rác thải sinh hoạt đổ ra các bãi rác tập trung đã giảm đáng kể, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn ở huyện Tiên Lữ. Những địa phương trong huyện làm tốt công tác xử lý rác thải là xã Nhật Tân, Lệ Xá và thị trấn Vương. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt các cấp học, em Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, luôn quyết tâm nỗ lực học tập với kết quả xuất sắc. Em vừa bổ sung vào bảng thành tích của mình tấm huy chương bạc Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương. Với thành tích này, Quân là học sinh thứ 2 của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Minh Quân ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ luôn ngập tràn niềm vui bởi thông tin em là một trong 7 học sinh Việt Nam đạt huy chương bạc Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương. Sinh ra và lớn lên trong gia đình cả bố và mẹ đều là giáo viên tiểu học. Ngay từ khi còn nhỏ, Quân đã được cha mẹ quan tâm, dạy dỗ và định hướng học tập. Trong suốt 12 năm học, Quân luôn là học sinh giỏi toàn diện và giành được rất nhiều giải thưởng. Tôi và nhà tôi thì là vẫn luôn luôn nói với cháu rằng là đây cũng là cái kết quả cả một cái quá trình học tập của con. Thế nhưng mà đây là cái thành công bước đầu, không được ngủ quên ở trên cái thành công đó mà phải là tiếp tục
phấn đấu, học tập, rèn luyện để làm sao mà mình chiếm lĩnh được các cái kiến thức đỉnh cao. Ngay từ lớp 10, Quân đã được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi tin học. Năm 2018, khi là học sinh lớp 11, Quân giành giải nhì quốc gia môn tin học, vượt qua vòng tuyển chọn và được đi thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Tại kỳ thi này, Quân là thí sinh đạt điểm cao thứ 8 trong tổng số thí sinh Việt Nam tham gia. Em nghĩ để học tốt được môn tin thì cần khả năng tự học rất là tốt và cần có một người thầy có tâm huyết chuyên môn để chỉ dạy bảo ban mình từ những bước đầu tiên. Em cũng cần nền tảng toán rất tốt và cần tiếng Anh để đọc tài liệu và đọc đề của nước ngoài. Với những thành tích như vậy, Quân không chỉ nhận được nhiều khen thưởng mà còn được ưu tiên không phải tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển thẳng vào các trường đại học. Không thỏa mãn với những kết quả này, Quân vẫn miệt mài ôn luyện, tiếp tục được chọn dự thi Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 và xuất sắc giành huy chương bạc. Trong quá trình học tập trong đội tuyển học sinh giỏi môn tin thì em Quân là người rất là chủ động trong cái việc học tập, tìm kiếm tài liệu qua các nguồn khác. Ví dụ như em tìm qua Internet hoặc em có thể hỏi bài, trao đổi bài với các bạn ở các nơi, có thể các tỉnh và thậm chí là những cái ở trên các diễn đàn ở trên toàn thế giới. Thì em mới là người chăm chỉ, chủ động và tôi thấy em từ ngay từ lớp 10 em mới đã có ý thức rèn luyện mình. Thành tích của Quân không chỉ là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của bản thân em, các thầy cô giáo, góp phần làm giàu truyền thống trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên mà còn là động lực cho các học sinh nỗ lực vươn lên để giành thành tích cao trong học tập. Để tạo sân chơi lành mạnh và phát triển năng khiếu cho trẻ em, mùa hè năm nay, nhà thiếu nhi tỉnh đã mở gần 30 lớp năng khiếu với 14 loại hình như bóng đá, cầu lông, bơi lội, võ thuật. Đặc biệt, năm nay nhà thiếu nhi tỉnh đã mở thêm 2 lớp khiêu vũ mới là dance sport và zumba kids. Với sự đa dạng phong phú, các lớp học năng khiếu ở nơi đây đã thu hút hơn 200 học sinh. Bên cạnh việc duy trì mở các lớp học năng khiếu, năm nay, nhà thiếu nhi tỉnh cũng mở 3 lớp học kỹ năng sống. Mỗi lớp có sự tham gia của hơn 60 học sinh. Trải qua 10 chuyên đề, các em sẽ được trang bị thêm những kiến thức về kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong gia đình, nhà trường, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và ứng phó với kẻ xấu khi bị bắt cóc, kỹ năng nhận biết hỏa hoạn và cách phòng tránh, giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm và kiến thức để áp dụng vào cuộc sống. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khai mạc lớp học kỳ nhân ái năm 2019 với chủ đề Lan tỏa yêu thương cho 65 thanh thiếu nhi với độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi. Tại đây, các em sẽ được hướng dẫn học những kỹ năng sống cơ bản như kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, các em còn được trải nghiệm với những hoạt động như thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, tổ chức tham quan tại các di tích lịch sử. Thông qua chương trình học kỳ nhân ái sẽ giúp các em có những chuỗi ngày rèn luyện, khám phá lý thú để luôn biết chia sẻ, biết yêu thương vì cộng đồng, vì tập thể và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội. Trong dịp nghỉ hè này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức 2 đợt học kỳ nhân ái, đợt 1 từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015, huyện Phù Cừ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng cho địa phương nào cải tạo, xây dựng ao bơi cho trẻ em. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều ao bơi an toàn, sạch sẽ, phục vụ miễn phí thiếu niên nhi đồng, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn đuối nước. Năm 2016, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ là một trong 2 địa phương đầu tiên của huyện Phù Cừ tiến hành cải tạo ao bơi cho trẻ em. Với kinh phí 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện và ngân sách địa phương, xã đã cải tạo một hồ nước rộng trên 500 m2 trước cổng ủy ban xã để làm địa điểm cho trẻ em đến tập bơi. Đoàn thanh niên xã chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn và xử lý nước ở khu vực ao bơi. Người dân trong xã có ý thức không xả rác, không rửa đồ đạc ở ao bơi. Sau 4 năm hoạt động, ao bơi xã Nhật Quang đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cháu hàng ngày cháu đến ao bơi của xã bơi, cháu đã biết bơi ạ. Nước rất là sạch và trong ạ. Cháu rất là thích thú ạ. Trước đây thì khi chưa có ao bơi thì nhiều các cháu nhỏ, nhất là các cháu mà tiểu học
thì nhiều các cháu chưa biết bơi, và đặc biệt các cháu trung học cơ sở. Thế nhưng mà các cháu lớn, cái độ tuổi 13, 15 cũng chưa biết bơi. Thế nhưng mà từ khi có cái ao bơi này thì cũng nhiều cháu, tôi thấy là nhiều cháu đã biết bơi. Thị trấn Trần Cao đang tiến hành xây dựng cải tạo hai ao bơi ở thôn Cao Xá và Trần Thượng với tổng kinh phí là 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn bán đấu giá đất giãn dân của thị trấn và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng một ao bơi. Dự kiến hai ao bơi này sẽ hoàn thành và hoạt động vào tháng 7 tới, phục vụ miễn phí người dân. Chính quyền địa phương mong muốn sẽ khắc phục được tình trạng thiếu sân chơi ao bơi vốn đang là vấn đề nóng trong mỗi dịp hè ở thị trấn Trần Cao. Thì phải trang bị cho các cháu cái kiến thức, các cháu biết bơi và tự cứu mình. Chính từ nhận thức đó thì thị trấn, cấp ủy chính quyền thị trấn chúng tôi là quyết tâm là xây dựng cái ao bơi cho các cháu thanh thiếu niên trong độ tuổi để các cháu như vậy là làm quen với môi trường nước và biết bơi để chống cái đuối nước. Tính đến nay, huyện Phù Cừ đã cải tạo được 7 ao bơi ở 6 xã thị trấn là Nhật Quang, Nguyên Hòa, Minh Tiến, Đình Cao, Tống Phan và thị trấn Trần Cao. Cùng với đó là 2 bể bơi ở thị trấn Trần Cao và ở xã Tam Đa. Những ao bơi, bể bơi này đã phát huy hiệu quả trong việc phổ cập bơi, ngày càng có nhiều trẻ em biết bơi. Số lượng trẻ tử vong do đuối nước giảm qua từng năm. Ở 8 xã còn lại chưa có ao bơi, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ giao cho huyện đoàn ra soát, lập phương án hỗ trợ kết hợp cùng chính quyền xã cải tạo, phấn đấu đến năm 2022, tất cả các địa phương trong huyện đều có một ao bơi an toàn cho trẻ em học bơi. Chiều ngày 16 tháng 6, trên sân nhà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang, câu lạc bộ Phố Hiến đã có trận hòa 1-1 trước câu lạc bộ Long An, qua đó giành ngôi Á quân lượt đi giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Mặc dù có thế trận tốt, song câu lạc bộ Phố Hiến đã bị thủng lưới trước. Tận dụng sự mất tập trung của hậu vệ đội chủ nhà, Ngọc Phương đã ghi bàn mở tỷ số cho Long An ở phút thứ 43. Sang hiệp 2, sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, thì đến phút 78, đội bóng Hưng Yên đã có bàn gỡ hòa sau pha đá phạt đẹp mắt của Quốc Nhật. Với trận hòa này, câu lạc bộ Phố Hiến đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Sau 11 vòng đấu của lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh có được 22 điểm với 6 trận thắng, 4 trận hòa và mới chỉ để thua 1 trận. Nếu duy trì phong độ tốt này trong giai đoạn lượt về, đội bóng xứ Nhãn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho suất lên chơi tại giải vô địch quốc gia V-League năm sau. Vòng 12, câu lạc bộ Phố Hiến tiếp tục được thi đấu trên sân nhà gặp câu lạc bộ Bình Định vào 17 giờ ngày 7 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 16 tháng 6, Công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Bạch Dương số 47 đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do Phạm Thúy Vân, sinh năm 1988, ở số nhà 149 Đông Thành, phát hiện tại hai phòng hát số 301 và 302 có 24 thanh niên có biểu hiện phê ma túy, bay lắc điên cuồng. Hầu hết các thanh niên trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hưng Yên. Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, tại phòng 301 có 13 nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, 3 miếng viên nén màu vàng cam cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tại phòng 302, phát hiện có 11 nam nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy. Thu giữ tại chỗ 2 túi ni lông chứa các chất kết tinh màu trắng, một cục chất bột kết tinh màu hồng. Ngoài ra, ở cả hai phòng thu giữ 2 túi ni lông bên trong chứa hàng chục vỏ bóng cười chưa qua sử dụng cùng 3 bình chứa khí cười và nhiều vật chứng liên quan. Đến 8 giờ cùng ngày, Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng trên. Kết quả cả 24 đối tượng đều dương tính với ma túy. Hiện Công an thành phố Hưng Yên đang quản lý các đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ nguồn ma túy các đối tượng sử dụng và trách nhiệm của chủ quán karaoke trong việc hoạt động quá giờ quy định và để xảy ra vụ việc trên. Đây là lần thứ hai quán karaoke này bị Công an thành phố Hưng Yên phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.